em, chúng em xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay mấy anh em ở nhà các bạn không đi rừng nên là anh em tranh thủ đi tìm ong. Rất may mắn là đầu mùa 4 anh em, 5 anh em đã thấy được một tổ ong khoái các bạn. Đây các bác, tổ ong này nó khầm khoảng vào 3 cân nhá. Bây giờ anh em sẽ lên live stream trên kênh Quý nhá các bác nhá. Tổ này Trúc Quỳnh lấy à? Cho Trúc Quỳnh khai trương nhé các bác. Quý thì hôm nay làm caramel live stream trên cây, còn em caramel live stream dưới gốc nhé các bác nhá. Hy vọng là tổ ong đầu mùa nó may mắn. 5 cân thì anh em lại có tiền nhỉ? Có tiền là làm có tiền uống bia. Tiền hoan cho nhỏ. Làm bữa nhỏ nhỏ nhỉ. Anh em đốc tao một đống này đi, không tí nó có ong nó ra đấy. Lấy cái đó đi. Tao ở góc góc ấy. Quý bắt đầu lên cây nhá các bác. Quý cầm điện thoại chưa? Anh Quỳnh thì đội cái mũ chuyên nghiệp bắt ong. Năm anh em có hai đuốc khói nhá. Vừa thôi khói ạ. Hóa ạ. Không là ấy đó, nó cháy to quá đấy. Quý bắt đầu lên cây rồi các bạn. Nhanh lên anh Quỳnh ơi. Anh lên luôn đi, không khói nó ra luôn đấy. Năm nay là Quý được khai trương tổ ong đầu mùa nhé các bác nhá, năm ong mật 2023. Anh Quỳnh với Quý còn cách tổ ong khoảng 2 mét rồi các bạn. Ong bắt đầu ra rồi các bác ơi. Ôi có rồi. Tổ này chắc được tuần rồi đấy nhở. Ong nó tấn công quá các bạn nên là Quý trên cây không thể livestream được, anh em quay ở dưới các bác nhá. Nếu một video trực tiếp mà không ok thì anh em sẽ lại phát trên video mới trên kênh các bác nhá. Anh Quỳnh bắt đầu cắt mật nha các bác nhá. Quý thì đang live stream ở trên cây, còn anh em thì hỗ trợ khói ở dưới nên là anh em quay ở dưới các bác nhá. Anh bị phát thảo chưa anh Thành? Hai cái rồi. Hiện tại anh em đến này thì cũng bị hai ba phát rồi các bác ạ. Anh em live stream này nó hơi trục trặc quay tí các bạn nên là anh em đợi nó lâu. Đúng rồi, đợi lâu. Chú Quỳnh thì đang lên lấy. Tổ ong này nhìn đẹp nhỉ. Màu mận đẹp lắm nhỉ. Nhìn tổ ong này đẹp anh Quỳ à anh đẹp, mật đẹp. Mật đẹp nhỉ. Mật đầu mùa. Anh em là khá là may mắn các bác ạ. Tổ này được 3 cân nhỉ. 3 cân đầu con lành nhỉ. Đây các bạn. Chú Hậu bị cái nào chú Hậu? Anh bị một cái rồi. Đây hai cái là phát bộ phát này. Nhưng mà đốt vô là áo. Anh em đã khai thác xong tổ ong các bác nhá. Bây giờ anh em chuẩn bị xuống gốc đây. Ok chứ Quý ơi. Ok rồi. Xuống thôi. Ở dưới không ok mấy. Bây giờ không sợ đâu. Bây giờ không bị ong đâu. Đấy, khoái lên vào gì đâu, không sợ đâu. Bây giờ không sợ. Anh em lấy tổ ong thành công rồi các bác. Làm người miếng mật lấy lại sức. Chị có ăn à? Ăn miếng đi. Ăn miếng cho nó ấy.
Này quý sucker leo lên cây live stream các bác nhá. Ngon không? Ừ. Anh em thấy quay đám live stream nó làm quá nhiều quý chưa? Anh em chuẩn bị khai thác tổ ong thứ hai các bạn. Nó nằm ngay trên cái núi gần nhà quý đây các bác. Đây về nhà là 500 mét. Đây nó nằm trên cái núi này này. Mà không nhìn thấy cái tổ ong, cái ong bay cái tổ ong này thì đừng có đi tìm. Đầu mùa mà anh em được hai tổ như này là may mắn rồi, hy vọng là năm 2023 anh em được vài tạ. Đấy nó là khoảng 2 tạ thôi. 2 tạ thôi. 2 tạ là có tiền rồi đấy. Đây các bác nha, hôm nay quý mới rảnh mới đi với anh em này các bác. Chứ không phải là anh đi vào trong Gia Lai à tự đi con tôm nhỉ? Không ạ. Giới thiệu với các bác đây là anh Dũng. Là cũng là một thợ ong đấy các bác. Thợ ong của làng. Lão làng luôn đấy, ông này ma số luôn, chỗ nào không biết, nhiều có nhiều chỗ mà anh em không thấy mà ông vẫn thấy được, tại thật. À, cái khu trên Xuân Lệ á, phải đi cắm trại để mà lấy. Đợt trước em thấy nó ông bận, em đã thấy nó ăn suối dọc suối tầm khoảng 2 cây số thì chỗ nào cũng gặp ong ăn nước nhưng mà không có thời gian. Anh em chuẩn bị công tác lấy ong các bác nha, hôm nay quý sẽ bay flycam. Ai nữa, mọi người lên quay. Em với anh bên Quỳnh lên. Anh em lên cá cho vui. Lên cá luôn nhỉ. Anh em làm 2 bó đuốc để lên núi các bạn. Bó trên kia chưa có lá đúng không anh? Bó chứ nó mình để cho cua thôi. Thoải mái đây không à? Phải đốt 2 tổ. Bó này làm lâu rồi nên là khô hết cái lá nước. Lá khô 2 tổ. Hôm nay mang dép ở đây đi chèo không nhỉ? Dép hơi trên đấy. Đỡ ai cũng ngoài dép đấy. Anh em chuẩn bị lên khai thác tổ ong các bạn. Anh quên đi cái tiền chị ống nhỏ ở dưới. Anh em lên cẩn thận nhá. Đông nhỏ. Ông ngoài tổ đấy to. Cái gì tổ gì? Tổ ong mật anh ạ. Ong mật á? Tí xuống anh em coi được lấy luôn. Bác móc thử chưa? Đưa móc có đếm không? Có đếm à? Này có cái sâu lắm nha. Cẩn thận nhá. Đạp nhá. Chưa nhá, anh đã ăn này đấy. Anh hóa đường đạp đây nhá. Ừ, biết rồi. Đưa cháu cái bó khóa cho. Cứ cầm bên trước cho. Thử nhá. Để hóa đứng xịt vô đi. Đừng có cúi ra tự quá. Đây, lấy bó khóa cháu đi. Anh em lên đây cũng khá là cao các bác ạ, khoảng cỡ 50 mét. Hôm nay Caramel đi sau. Caramel luôn đứng phía sau. Luôn đứng phía sau. Hôm nay anh em lấy ong gần nhà nên là trang phục nó hơi không đồng đều các bác. Không đồng đều lắm các bác. Anh em chui qua cái hàng để đi sang bên tổ ong các bác. Hiu gió thổi. Cái phiến đá phía trước này thì nó cao không đi được. Ui chả mát nhỉ, mát dưới đây ống với máy điều hòa rồi. Ui giời mát. Ai là cái kẻ đá đây mát này. À lại lên à? Lên, tưởng lên, là đi ngang. Lên lại đi xuống. Không có đường nào gì, ngoài đường này cả. Để đây là. Đưa bộ khóa cho cháu cầm chưa? Cho thoải mái. Khoảng 10 mét đấy. Cẩn thận, anh em cẩn thận nhé. Lên là đi xuống. Các bạn đưa khói cho anh cầm cho. Lên là đi xuống. Không có đường nào gì, ngoài đường này cả. Chỉ có đường này lên thôi. Là có đường nào lên cả. Cái lèn này hồi xưa các là bọn cháu đi học hay lên chơi lắm này. Bây giờ không lên được nữa. Ít khi lên lắm, giờ lớn rồi.
Nhỏ lên mà lớn lại không dám lên à? Nhỏ lên được. Nhỏ dám lên mà lớn lại không dám lên. Thế dù dùn nhé, tài cao à? À quên anh đi. Ô con có con chi? Thầy phong ế ra đây nhỉ. Có gì anh cú. Đó. Mèo. À, cú mèo. Con của hồi đấy. Này ở cú mèo. Anh Quỳnh và anh Dũng sẽ xuống lấy tổ ong các bác nhá. Tại vì trên này nó gió ít đóm nên là em và Hậu và Hóa sẽ rút lên trên. Húy sẽ đang bay flycam rồi các bác, nên là cái cảnh quay này cũng ok rồi. Anh Quỳnh anh cầm gâu nữa. Nên là để về an toàn thì anh em sẽ rút lên trên các bác nhá. Tại vì lấy trên núi này thì nó di chuyển nó khó. Ok rồi, ngon lành. 3 cân đấy nhỉ? Khoảng 3 cân anh ạ. 3 cân ok rồi. Ngon lành thôi. Mật vàng đẹp. Mật vàng ươm luôn anh. Vàng ươm luôn. Mình lấy cái khói là sạch hơn nhỉ? Sạch con rồi, với lại nó không ấy lắm. Đang lấy tổ ong đã xong rồi anh nhá. Lót thêm túi bóng lên. Nhanh lẹ nhỉ? Tay mèo đó. Để em lót à? Ta đi lên. Đấy, đang còn có một ít này. Con này em mới thấy được 10 ngày đúng không? Từ 10 ngày mà nhanh nhỉ? 10 ngày nhưng mới làm nhanh chẳng. Trước đó rồi chắc cũng phải mấy ngày rồi. Đó. Chứ là nó làm khoảng tầm khoảng trong khoảng 10. Có vậy thôi, bác này nó chỉ 3 4 cân là cao thôi chứ còn ít có phổ dấn lắm. Tầm 10 lại. 15 ngày là ngon lành nhỉ. Thì nó làm cái lứa này xong này, rồi nó lại đẻ được lứa này, nó tăng cường thêm quân nó mới làm vào ong. Nó làm tháng 6 nó bắt đầu nó nhiều mật hơn. Cái này phải đem về ngâm rượu không phí mất. Làm để tăng thêm dân số thôi, dân số ong thôi. Thường thường là cái đầu mùa là đang hay làm quanh nhà này. Nó về nó chú đông làm luôn. Nhưng tổ này lấy hơi khó nhỉ, em mình hơi vất vả nhỉ. Chiều lên chiều xuống cái chỗ đấy cũng hơi vất. Được cái là lên lâu thôi chứ còn lấy thì nó dễ.
ngồi lấy được. Ngồi lấy được. Khi có tổ ong là mà ngồi lấy được. Chèo cây mới vắt tận. Nhưng mà rồi, cái này rút thôi anh ạ, rút dần thôi. Vâng, khoái, khoái đấy, phải kéo lên anh, không nếu mà ấy á. Vâng thì hắn cũng hơi... Cắt xong là tổ rất hiền các bác ạ. Chỉ bị hỗn là lúc đi vào cắt ấy thôi. Ôi, em đã lấy xong cái tổ. Cẩn thận nha anh nhá. Nhọn hắt rồi nhỉ. Đoạn. Ông này vào lại các bạn. Đoạn. Pin à, quý hết pin à. Dậm lên nào. Vâng. Cẩn thận nha anh nhá. Vâng, anh cứ lên đi. Leo lên được cũng hết tả quá ạ. Tiếc. Tổ ong quá là dã man. Tụi thầy xuống rồi nhà. Ong hỗn các bác ở trên, người vào thì cũng thoải mái. Nhưng ong nếu mà đã ra tổ thì bay túi bụi. Đá. Đá. Chỗ nào gần đây? Chỗ bác mà. Ô, sao lại sang đây? Dễ hơn à? Vậy anh xuống trước đi. Khó đấy anh ạ. Kiếp cao chót vót. Sản phẩm của anh em đây quá. Ngày hôm nay mặt đẹp đấy nhỉ. Vàng ươm. Vàng ươm luôn. Nhưng mà đầu mùa thì nó vàng mà đúng không? Cuối mùa thì nó mới có một chút màu đen. 3 cân đấy nhỉ. Hơn. À, khoảng 4 cân. 2 tổ các bác ạ. 2 tổ. Anh em sẽ phát luôn các bác nhé, phát luôn để gửi cho các bác. Các bác có nhu cầu thì liên hệ anh em nhé. Các bác nào ở tầm bên thành phố Hồ Chí Minh ra thì anh em biếu luôn nếu hai tổ này ra đến nơi. Hôm nay cũng có lương rồi các bác. Tí nữa anh em mình mua bia, quy ra bia hết nhỉ. Quy ra bia hết. Quy ra bia để mình liên hoan.
để cả túi nâng lên. Đấy, nắm cả túi bóng như thế luôn, tí mình chọc ra. Tí mình chọc ra là được mà. Nắm luôn rồi là bên không tiến. Tí mình chọc ra là được. Ra được. Nát rồi. Hóa sách cho Quỳnh nắm. Sách trên. Chắc cái này được vàng ươm. Vàng không? Vàng. Đúng bắt đầu. Cái tổ đầu tiên đúng không? Cái này. Cái tổ là tổ thứ hai. Tổ thứ hai à? Tổ đầu tiên đây này. À. Đầu tiên là. Phải không nhỉ? Tổ này đúng không? Tổ thứ hai. Đầu tiên là túi xanh. Bằng nhau đó hay bằng nhau. Cũng không được nhiều các bác ạ. Tổ ong, hai tổ ong này bé, không được to cho lắm. Chúng là mình khai xuân đầu mùa vậy là quá tuyệt vời rồi. May là còn lên, có khi nhiều tổ mà lên trên cây mà là đi lên xuống không ấy. Đúng rồi. Tổ này là vẫn còn nhộng với lại có mật rồi. Anh em vẫn để nhộng lại để khoảng một tuần, tuần hai tuần mấy rồi nhỉ? Hai tuần. Lấy sao chọc nhỉ? Nào, mật chảy nào, mật chảy nào. Kìa tôi nhé. Đấy. Mật chảy như mật. Ôi, lấy cái dao nhọn đi. Dao này cũng được. Dao này cùn lắm. Ôi cha. Xé ra. Xé rộng ra. Ôi, tổ này đấy, đồ. Đấy chưa? Đẹp nhỉ. Sướng chưa? Mật không có tí cặn nào luôn. Mật trong vắt luôn. Mật vàng ươm luôn đấy. Đẹp nhỉ. Các bạn. Lấy khói sạch. Lấy khói sạch. Còn lấy một lấy bảo hộ là nó thường thường nó sẽ bị dính quần. Dính mất 3 quần hay 2 quần. Nào mật chảy nào. Tổ thứ hai. Đấy. Ôi. Xuống chưa? Cắt to quá. Không sao. Ui, 4 chai rồi các bác ơi. Được 4 chai càng tốt, không thì 3 chai cũng được. Uống bia no rồi hôm nay á. Không sao. Em sẽ lọc cái này các bác ạ. Lọc cho sạch. Mật sạch ấm nhỉ? Mật này không bị sủi ga đâu. Đúng rồi, mật sạch. Vì là mình lấy sạch, không nó không bị dính nhộng với. Mùa này nó chân nóng. Vừa nóng. Có mùa hè mà nóng là nó hay bị lên ga. Nào, cho vào chai nào. Đấy, mạnh vào. Không sợ hết đâu. Ôi, tràn chót nhẹ lắm. Nâng cái phễu lên. Không. Nâng cái giá lên, nâng cái phễu lên, nâng cả cái phễu lên không? Nó đang bị căng hơi rồi. Đấy. Mật vàng đẹp nhá. Hơn 2 chai thôi. Thế thôi. Vì mật đầu mùa thế là được rồi. Không có lắm. Thế đi, cứ để vào. Rồi. Một chai. Hai chai. Này được ngâm rượu à, được uống rượu. Đấy, chai thứ hai. Được bao nhiêu thì được, anh em mình cứ đủ tiền mua bia được. Được rồi. Còn bao nhiêu để cho thằng cu nó chấm cơm nếp nó ăn. Toàn hai chai hay sao ấy? Còn hai chai không? Hai chai. Hơn. Thế thôi, đồng ngủ. Khởi động hết là được rồi. Thêm đi. Đây là khởi động của anh em đấy các bác. Được hơn hai chai. Nói chung là 1 lít với 1 chai. Chứ 1 lít là sẽ được 1 chai rưỡi này các bác này. 1 lít 65. Đấy, 1 lít này được 1 chai rưỡi này. Đây 2 lít rưỡi. Cứ 3 chai này thì là 2 lít. Trên 2 lít. Tới đây thì anh em cũng xin kết thúc video các bác nhé. Anh em tạm biệt các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong mùa ong 2023. Chào các bác nha. Chào tất cả các bác. Tạm biệt các bác. Chào bác nha. Thank you.